ngày 15 tháng 10 năm 2016 tại khách sạn Intercontinental Đà Nẵng đã diễn ra lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards, gọi tắt là WTA. Đây là lần thứ 23 tổ chức và là lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, nhằm tôn vinh những nhà cung cấp du lịch xuất sắc nhất trên tất cả các lĩnh vực của ngành công nghiệp du lịch và lữ hành hàng đầu khu vực châu Á và châu Úc. Công ty Viettravel vinh dự đạt 2 danh hiệu nhà điều hành tour hàng đầu châu Á và nhà điều hành tour hàng đầu Việt Nam, đã khẳng định năng lực tổ chức và điều hành tour du lịch xuất sắc được công nhận trên toàn châu Á và thế giới. Đây là năm thứ tư liên tiếp Viettravel nhận được giải thưởng WTA. Được biết đến như là giải Oscar của ngành công nghiệp du lịch, WTA trở thành niềm khao khát của tất cả các đơn vị kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp du lịch lữ hành chuyên nghiệp trên thế giới, bao gồm hàng không, khách sạn, resort, công ty lữ hành, vận chuyển, du thuyền, điểm đến du lịch. Giải thưởng WTA đặt ra tiêu chí bình chọn rất khắt khe, được trao cho những doanh nghiệp đạt kết quả kinh doanh vượt trội, tiên phong áp dụng những đường lối chính sách mới và đem lại lợi ích theo chiều sâu cho khách hàng.